Xin chào, chúng tôi là Những Đấng Sáng Tạo. Trong phần trước, chúng ta đã bắt đầu thảo luận về lịch sử thực sự trên hành tinh của các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn tiếp theo đây. Chúng tôi sẽ không đi quá xa. Nó sẽ được bắt đầu từ khi dạng người vượn bắt đầu được phân bố ở khắp nơi trong vũ trụ. Dạng sống này các bạn đã biết khá rõ, với tay, chân, mình, đầu, vân vân, là kết quả của các thí nghiệm và nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trong một thời gian dài, khoảng 900 triệu năm trước trên trái đất của các bạn. Trong thời gian đó, tất cả các dạng sống kỳ lạ đã được tạo ra bằng cách biến đổi kết cấu chuỗi DNA. Phần lớn các dạng động vật mà các bạn đã quen thuộc là sản phẩm phụ của các nghiên cứu này. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo, phần thứ hai. Xin lỗi nhưng chúng ta phải quay lại một chút. Đây là một vấn đề vô cùng rộng lớn và chúng tôi không muốn bỏ sót một thứ gì. Sự sống tồn tại trong nhiều dạng. Một trong số chúng các bạn sẽ không nhận thấy, ngay cả khi nó đứng trước mặt các bạn. Có các dạng sống dựa trên carbon, các dạng sống dựa trên silicon và thậm chí là các dạng sống dựa trên lithium. Đây là các sinh mệnh hữu hình với trí tuệ và hiểu biết sơ đẳng về sự tồn tại của họ, cũng như về tình yêu của đấng tạo hóa. Tất cả các dạng sống bắt đầu từ các trạng thái đơn giản nhất, như chúng tôi đã đề cập tóm tắt trong phần trước. Thậm chí, hydrogen cũng có một mức tư tưởng. Đấng sáng tạo trong dạng của chúng tôi bắt đầu thí nghiệm với những dạng sống khác. Chúng tôi thấy rằng mình có thể bắt được tư tưởng sơ khai của nguyên tố hydrogen hoặc một nguyên tố kim loại nặng hơn và biến đổi cấu trúc của nguyên tử để từ đó có thể tạo ra các dạng sống mới khác nhau. Tất cả các dạng sống mà chúng tôi đã tạo ra đều có khuynh hướng trở nên có tổ chức hơn và phức tạp hơn theo thời gian, dần dần tăng trưởng trong sự tự hiểu biết chính mình. Sự tiến hóa tự nhiên của các dạng sống theo cái mà các bạn gọi là mô hình tiến hóa Darwin. Tất cả các thí nghiệm của chúng tôi và của những nhóm tương tự khác đã được thực hiện bằng việc biến đổi hay ngắt quãng các giai đoạn với sự tăng trưởng mãnh liệt và sửa đổi dạng cấu trúc. Các nhà khoa học của các bạn không thể hiểu được tại sao lại có nhiều sự biến đổi và sửa chữa trong các tổ chức sống như thế. Lời giải thích sẽ được đưa ra ngay bây giờ. Khi các dạng sống bắt đầu tiến hóa từ mật độ đầu tiên lên đến các giai đoạn khoáng vật và thực vật, rồi cuối cùng lên đến mức độ phức tạp và hiểu biết của động vật, khi đó, nó có thể trở thành một thực thể để các linh hồn ở mật độ cao hơn hiện hình một cách trực tiếp vào nhục thân của các dạng sống này. Hãy tập trung một chút vì nó khá là khó để hình dung. Nó diễn ra khi một mảnh nhỏ của bản thân bạn được hợp nhất với phần lớn hơn của các bạn. Đây là điều phải xảy ra để hiện hình vào một dạng sống động vật. Sự hít vào của vũ trụ kéo theo sự hợp nhất của những mảnh hồn vào phần lớn hơn và kết nối lớn hơn của tư tưởng. Sự hiện hình là một cách mà quá trình này được trọn vẹn. Đỉnh cao của quá trình tiến hóa này chính là người vượn. Dạng người vượn này, như các bạn đã biết, được thiết kế ban đầu có khả năng trải nghiệm 7 chiều không gian khác nhau một cách đồng thời. Nó có khả năng ngồi, đứng, đi, chạy và dịch chuyển tức thời bản thân từ vị trí này sang vị trí khác. Tất cả những điều đó là những trải nghiệm có giá trị của thân thể vật lý và thể ether. Đối với thân thể này mà các bạn thừa hưởng là gần như được vật lý hóa trong quang cảnh nó có thể tự trở nên trong suốt và lỏng, hay nó có thể đặc lại như các bạn đang trải nghiệm hiện nay. Thân thể này đã được thiết kế đặc biệt, có thể làm việc trong mọi điều kiện trọng lực và trường điện từ của các hành tinh đang quay. Mật độ của nó có thể chuyển đổi bằng ý chí từ mức độ 1 lên đến mức độ 7. Trong giai đoạn thí nghiệm 900 triệu năm về trước, có rất nhiều dạng sống kỳ lạ và ngoại lai đi lại trên hành tinh của các bạn. Các bạn đã quen thuộc với một trong số chúng, như những con khủng long. Những dạng DNA này được tạo ra như những sản phẩm phụ trong các thí nghiệm của chúng tôi. Có một thời kỳ được biết đến trong truyền thuyết là lục địa Pan hay Pangaea. Nền văn minh này tồn tại gần thời điểm bắt đầu của chu kỳ 100 triệu năm, mà ngẫu nhiên chiếm khoảng một nửa thời gian mà mặt trời của các bạn quay được một vòng xung quanh đại mặt trời trung tâm nằm giữa thiên hà. Trong thời gian của lục địa Pan, thí nghiệm DNA của chúng tôi vẫn tiếp diễn và không có sự bảo vệ trong phòng thí nghiệm trái đất. Điều này có nghĩa là những dạng sống khác nhau có thể giao phối và tạo ra dạng pha trộn kỳ lạ, nói chung là các dạng lai.
các bạn có lẽ đã quen thuộc với loài ngựa có cánh, quái vật đầu người mình ngựa hay những tạo vật nửa người nửa ngựa nửa thiên thần. Nhúng vào mã gen của tất cả các dạng sống là kế hoạch tiến hóa của đấng sáng tạo. Điều này được biết đến như là chu kỳ hít vào. Sự hít vào này đề ra để phù hợp với luật của vũ trụ về tăng trưởng sự thông minh và sự tự hiểu biết chính mình. Tất cả các dạng sống trong quá trình hít vào đều có một bản kế hoạch cho sự đề cao theo sự tiến hóa mang hình xoáy chuẩn ốc. Khi các dạng sống kỳ lạ của lục địa Pan bắt đầu hiểu biết, họ phát triển các tầm mức khác nhau của sự đánh giá thông qua những khả năng tinh thần và tình cảm khác nhau. Họ biết về đấng sáng tạo của họ và bắt đầu hiểu rằng họ chính là tinh thần được nhúng trong các thân thể vật lý và ether khác nhau. Khi là các tia sáng của nguồn năng lượng không phân chia, họ cảm thấy một niềm khát khao mãnh liệt được trở lại cội nguồn đó. Đó là lúc nhận ra rằng một phần của nguồn đó đã phân chia từ sự bao la của ánh sáng và tình yêu để tiến ra bên ngoài trải nghiệm. Đây là ngụ ý liên quan đến sự hiểu biết về những điều tốt đẹp và xấu xa trong các lời dạy tôn giáo của họ. Các dạng sống này được trao cho một thế giới sáng tạo, mà đó được học cách để trở thành các đấng sáng tạo theo cách của bản thân họ. Thế giới này được biết đến như là chiều thứ tư hoặc là thế giới của những ý nghĩ, sự hiểu biết và sự tưởng tượng. Trong bản kế hoạch của tất cả các dạng sống là khao khát sáng tạo giống như đấng tạo hóa, cũng như mỗi đứa trẻ được sinh ra như là tiềm năng, hy vọng và khao khát của cha mẹ chúng. Tất cả những tia sáng thần thánh khi nó trải nghiệm các hình thể và thân thể vật lý khác nhau cũng đang khao khát để trở thành đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa đã ra một quyết định rất lâu trước đây là không đặt một giới hạn nào trong sự sáng tạo của những đứa con non nớt của Ngài. Luật này được gọi là tự do ý chí. Nó chính là nguồn gốc của tất cả những đau đớn, khổ cực trên hành tinh của các bạn và trên vô số các hành tinh khác. Đấng tạo hóa trao cho mỗi người trong các bạn khả năng sáng tạo không giống kế hoạch hoàn hảo. Trong bức tranh ở chiều thứ tư, các bạn có thể vẽ mọi thứ mà bạn mong muốn, từ những thứ đáng yêu nhất cho đến những thứ kỳ cục nhất. Đấng tạo hóa muốn trải nghiệm tất cả những gì có thể tưởng tượng được và ngắm chúng thể hiện trong bức tranh đó. Và như vậy, nhiều dạng sống non nớt của đấng tạo hóa đã thí nghiệm với chính DNA của bản thân họ, cho tới điểm sáng tạo không còn là ngẫu nhiên nữa. Các tạo vật trở nên dị hình và xoắn vào nhau, cùng với các quá trình tâm trí cũng xoắn vào nhau tương tự như vậy. Rất nhiều tia sáng thần thánh chính là linh hồn, những người đã hành trình tới các thế giới chưa được thăm dò đó, trở nên bị mê hoặc bởi những tạo vật mà quên đi mất họ chính là những sinh mệnh ở mật độ 7 của đấng tạo hóa, của ánh sáng và tình yêu thương. Khi họ càng ngày càng chìm đắm vào các mật độ thấp hơn thì lại càng trở nên đồng nhất với những thế giới vật lý và ether. Đây là sự trượt xuống từ thiên đàng mà chúng tôi đã nhắc đến trong chương trước. Một sự tương đồng như vậy phổ biến trên trái đất của các bạn hiện nay là khi bạn xem phim trong rạp. Bạn mê đắm vào nội dung bộ phim và quên mất thế giới bên ngoài cho đến khi bộ phim kết thúc. Khi đó bạn bị ngơ ngẩn, mụ mẫm và xáo trộn. Ra ngoài rạp chiếu phim dần dần mới hòa nhập lại với thực tại mà bạn đã để lại 2 giờ trước đó. Tuy nhiên trong trường hợp trượt xuống của các bạn, 2 giờ đó là hơn 100 triệu năm. Vì vậy, các bạn thân mến, ở đây chúng tôi nêu ra 2 quá trình. Thứ nhất là quá trình tiến hóa từ một tia sáng nhỏ thần thánh mà bắt đầu như một tạo vật vô tri vô giác ở mật độ đầu tiên, sau đó dần dần tiến hóa lên các mức độ phức tạp hơn của cấu hình gen và cuối cùng trở về được với đấng tạo hóa. Cùng lúc ấy chúng ta có quá trình thoái hóa, trong đó những linh hồn phân tách ra từ đấng sáng tạo như những sinh mệnh ánh sáng ở mật độ 12 và dần dần hạ thấp rung động của họ xuống đến mật độ 7. Đây là lúc mà họ lấy hình dạng của những sinh mệnh phát sáng, thời điểm mà họ phân tách hơn nữa thông qua quá trình hiện hình, đến khi họ có thể trải nghiệm được tất cả từng thứ của sự tiến hóa, từ một hạt cát cho đến nguồn gốc nơi mà họ đến. Vậy, quá trình tiến hóa và thoái hóa quấn vào nhau như thế nào? Những linh hồn tự do ý chí có khả năng tiến nhập vào các tầng thứ hay chiều kích của sự sáng tạo hay không? Nếu được thì trải nghiệm đó diễn ra ra sao? Đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo ngay sau đây. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo phần thứ 3. Chúng ta sẽ thực sự tải xuống những sự kiện lịch sử theo dòng thời gian của các bạn. Như chúng tôi và những người nhận thông điệp này đã đề cập nhiều lần trước đây, thời gian là linh động và không khắc vào đá như cách nghĩ truyền thống của các bạn.
Do đó nhiều thứ mà chúng tôi ghi lại cho các bạn là đối tượng để thay đổi. Mặc dù các sự kiện trong thế giới vật lý đều có dấu ấn Akashic và tiếp tục tồn tại trong một dòng thời gian quá khứ của các bạn. Các bạn là những tạo vật có khả năng thay đổi dòng thời gian cho tốt hơn, thích hợp hơn với sự tiến hóa. Chúng tôi không thú vị với việc đưa ra sự phủ định trong thông điệp của mình, vì chúng tôi muốn nó thật đơn giản như chính bản thân nó, mà không có sự sửa đổi hay dàn xếp gì. Tuy nhiên, các thông điệp này có thể rất hữu dụng để chỉ ra rằng những ý tưởng thể hiện ở đây sẽ lặp lại những điều mà đã được mang đến cho các bạn trong các truyền thuyết và những lời dạy trong tôn giáo. Và một số điều có vẻ sẽ trái ngược với những lời dạy hay những tài liệu mà các bạn đã quen thuộc. Chúng tôi không ở đây để cải đạo bất kỳ một ai theo một lối suy nghĩ đặc biệt hay thuyết phục ai về bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ mong muốn các bạn giữ cho mình một tâm trí mở rộng đối với quan điểm của chúng tôi về sự sáng tạo. Có lẽ các bạn sẽ thấy rõ là chúng tôi có một sự am hiểu rộng rãi hơn bất cứ một thực thể nào đã từng viếng thăm trái đất. Và chúng tôi coi đây như một sự phủ nhận khiêm tốn. Đã có 4 nền văn minh chính trên hành tinh của các bạn từ khi thí nghiệm vĩ đại được mở ra tại trái đất. Đầu tiên là văn minh Pangaea, tiếp đến là Lemuria, rồi đến Atlantis và hiện tại. Thêm nữa, có 2 sự kiện chính trong hệ mặt trời của các bạn tác động một cách đột ngột lên lịch sử của hành tinh. Đó là sự phá hủy của hành tinh Mardek và sự phá hủy bề mặt của sao Hỏa. Chúng tôi đang đơn giản hóa câu chuyện một cách đáng kể, bởi vì có một số lượng khổng lồ các sự kiện khác nhau. Một số trong đó chúng tôi sẽ đi vào chi tiết. Những thông tin này gồm cả điều mà trong các tài liệu tôn giáo của các bạn gọi là cuộc nổi loạn của Lucifer. Với chúng tôi, đây như là cuộc xâm lăng của những người thuộc chòm sao Orion, hay sự pha loãng của những người thuộc chòm sao Alpha Draconis, sự ngự trị của những người thuộc chòm sao Sirius và sự xâm chiếm thầm lặng của những người thuộc chòm sao Zeta Reticulus. Các bạn hãy nhớ rằng, đây chỉ là những sự pha loãng chính của các yếu tố ngoài hành tinh. Đã có rất nhiều những người khác, như từ những khu vực của chòm sao Andromeda, nhiều tầng thứ và chiều kích khác nhau của các nhóm người từ chòm sao Pleiades, sao Kim, những người Arcturus, Antares và những người khác từ sao Bắc Cực, Alpha Centaurus và rất nhiều vùng khác. Thêm vào đó là sự trông nom quá trình phát triển của các bạn bởi hội đồng Ancyon, tạm dịch là những người anh em trắng vĩ đại, hội đồng của ánh sáng và các bộ phận của họ, các giáo chức liên hành tinh và một số tổ chức khác. Như các bạn hay nói, hãy xúc tiến với nó. Hãy cùng bắt đầu với Pangaea và hãy đặt nó vào thời gian của lịch sử. Lục địa Pan đã là đỉnh cao của sự thành công liên quan đến thí nghiệm và lai tạo các chuỗi DNA. Đây là thiên đàng hay là vườn Eden đã được viết trong các tài liệu tôn giáo của các bạn. Phần lớn trái đất đã là rừng nhiệt đới trong giai đoạn từ 200 triệu đến 20 triệu năm trước. Các bạn có thể thấy bằng chứng về điều này bằng việc khảo sát sự hình thành địa chất, đặc biệt ở những vùng sa mạc. Ví dụ, ở vùng sa mạc Barren, được biết đến như rừng hóa thạch ở phía bắc Arizona, nó đã từng là một vùng rừng rậm. Hay rất nhiều vùng, bao gồm các vùng nhiệt đới được ưa thích như Sedona, đã từng nằm dưới nước ở thời gian đó. Nói một cách khác, trái đất của các bạn đã được tắm trong nước và thực vật dày đặc ở hầu hết mọi nơi, thậm chí cả ở các vùng cực cũng dồi dào sự sống. Dạng người vượn được gieo giống trên hành tinh của các bạn xấp xỉ 100 triệu năm trước, vào giữa thời kỳ rừng nhiệt đới này. Có những nhóm nhỏ người vượn bị hạn chế trong những vùng tương đối nhỏ trên hành tinh. Những người vượn này là những sinh mệnh ở mật độ 7 với đôi cánh, những khả năng tâm linh và sự di chuyển tức thời phát triển cao. Họ sống trong thiên đàng, họ yêu thương, hợp tác, sống hòa hợp với các dạng động vật và thực vật kỳ lạ ở khắp nơi. Họ chiết xuất thức ăn trực tiếp từ ánh sáng mặt trời và hút nước qua các lỗ chân lông. Họ không cần gì khác ngoài việc cần nhau. Điều này khá tương đồng với cái mà các bạn gọi là vườn Eden trong các tài liệu tôn giáo. Các dạng sống trong thời gian đó là đa dạng và xuất hiện ở khắp nơi. Thế nhưng khoảng 60 triệu năm trước, những con khủng long đã bị quét sạch khi sao chổi Anahuac thực hiện chu kỳ 10.500 năm và tiến đến gần trái đất trong một đường bay đặc biệt. Nhiệt độ xuống thấp đã phá hủy phần lớn các dạng thực vật, nhưng trái đất trong một cố gắng tái sinh kỳ lạ đã có thể phục hồi trở lại. Sau đó một thời kỳ phì nhiêu khác lại xuất hiện.
chỉ có vài trăm nghìn cá thể người vẫn tồn tại trên trái đất vào thời điểm đó, và phần lớn trong số họ đã tìm giải pháp chui xuống lòng đất. Cùng với sự giúp đỡ của các nhóm người Pleiades khác nhau, họ đã tạo ra một thế giới ngầm trong lòng đất với vẻ đẹp và sự phức tạp vĩ đại. Đây là nơi mà những truyền thuyết về một trái đất ngầm xuất hiện. Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau. Phần lớn các dạng sống của Pan thật sự kỳ lạ và dĩ nhiên là không tồn tại đến ngày nay. Có những truyền thuyết về một vài loài trong số chúng, gồm Pegasus, Centaur, một số sinh vật là hậu duệ của khủng long và những con bò sát đầu tiên. Truyền thuyết về những con rồng đến từ hai nguồn, đó là Pangaea và cuộc xâm lăng của những người đến từ chòm sao Alpha Draconis. Chúng là những sinh vật bò sát đã tiến hóa cùng với những con khủng long và đã được biến đổi gen do chúng tôi cùng những nhóm ngoài hành tinh khác thực hiện. Sau đó những người Draconis đã đến trái đất cùng với dạng bò sát của riêng họ và bắt đầu cho giao phối để tạo ra các dạng rồng lai. Và rồi chúng ta có được những tiến bộ nhiều hơn. Sau này, sự suy tàn của nền văn minh Pangaea là nguồn gốc của sự trượt xuống từ thiên đàng như đã được ghi chép trong các tài liệu của các bạn. Điều này xuất hiện khi những đứa con của Thượng Đế hiện hình vào dạng người vượn đang tiến hóa trên trái đất và quên mất nguồn gốc thần thánh của họ. Các dạng người vượn trước sự hiện hình của những người Pleiades ở mật độ 7 đã có một tầm mức tư tưởng thô sơ đâu đó nằm giữa mật độ 2 và 3. Các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu tiến hóa của các bạn đã nhận thấy sự thay đổi được gây ra bởi sự hiện hình của những người Pleiades như một sự biến đổi mà không thể giải thích được. Trước hết là sự khác nhau giữa loài khỉ và loài người. Những người Pleiades đã hiện hình và giao phối với những sinh vật khác nhau. Do vậy, đã xuất hiện những sinh vật nửa ngựa, nửa người cùng nhiều dạng sinh vật khác. Giới tiên nữ đã là một trong các kết quả của sự giao phối này. Những linh hồn mật độ 7 nhận một dạng hình người vượn có cánh khi họ giao phối với những sinh vật bốn chân. Một trong những kết quả là Pegasus, hay ngựa có cánh ra đời. Khi những người vượn có linh hồn của người Pleiades bị giảm xuống trong sự rung động, cánh của họ trở nên thoái hóa, cùng với sự giảm xuống của khả năng di chuyển và các khả năng siêu nhiên khác. Họ càng ngày càng trở nên giống với những sinh vật đang tiến hóa trên trái đất, nhiều thu tính hơn và ít khả năng hình thành những suy luận thông minh. Tất cả cứ tiếp tục cho đến xấp xỉ 10 triệu năm trước, khi sự kết thúc của một chu kỳ vũ trụ xuất hiện và trường điện từ của trái đất đảo cực. Và thời điểm đó, những cơn bão khổng lồ dữ dội tàn phá khắp trái đất là kết quả của sự thay đổi tần số điện từ. Một trận lụt vĩ đại đã quét sạch tất cả những sinh vật trên trái đất. Điều này được đề cập tới trong các tài liệu tôn giáo của các bạn như là trận đại hồng thủy. Vào lúc đó, phần lớn trái đất bị nước bao phủ, với một vài vùng đất mà sinh vật còn sót lại đây đó. Vậy là sau thời kỳ suy tàn này, sự sống đã tiếp tục được hình thành và phát triển ra sao? Câu trả lời sẽ có trong phần 10 của series Thông điệp từ các đền sáng tạo. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn. Xin chào và chúc mọi người bữa trưa ngon miệng.